Hiện nay trên thị trường xuất hiện khá nhiều giống quả có kích thước vô cùng lớn, ngoại hình ấn tượng khiến nhiều người tò mò thích thú. Bí ngô khổng lồ là một trong số đó, với trọng lượng có thể lên đến 250kg, mùi vị thơm ngon, đặc biệt rất thích hợp để trang trí trong dịp lễ Halloween. Bí ngô khổng lồ có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, được xếp vào loại quả lớn nhất trên thế giới. Giống bí ngô khổng lồ này được du nhập vào Việt Nam đã mấy năm nay và được trồng thành công tại các vườn ở Đà Lạt, thu hút rất nhiều khách du lịch tới tham quan chụp hình. Theo các nhà vườn ở đây, sau 120 ngày gieo trồng thì trọng lượng quả của những quả bí có thể nặng hơn một tạ, quả trung bình nặng từ 40 đến 80kg trên một quả. Hầu hết các bộ phận của cây bí như là dây, lá, hoa, quả non, quả chín, hạt đều có thể dùng làm thức ăn được. Mỗi bộ phận của quả bí có những lợi ích khác nhau, tuy nhiên chúng đều có điểm chung là rất tốt cho sức khỏe, giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Để trồng được giống bí ngô khổng lồ này không còn đòi hỏi quá cầu kỳ. Sau đây Tuyêu Nông Nghiệp xin chia sẻ tới các bạn cách trồng cũng như là chăm sóc giống bí ngô khổng lồ đơn giản nhất. Hạt giống sau khi mua về bạn đem ngâm trong nước ấm 24 giờ, rồi vớt hạt ra gói hạt trong giấy ăn hoặc bông ẩm, sau đó bỏ vào túi ni lông kín. Sau khoảng 7 ngày hạt sẽ bắt đầu nứt nanh, bạn đem hạt gieo trong bầu ươm hoặc là viên nén ươm hạt. Trồng các hạt giống theo hướng cho phần nhọn theo chiều hướng xuống. Khi cây con đã có từ 3 đến 4 lá, lúc này bạn có thể trồng bí ngô khổng lồ trực tiếp trên đất. Nhiệt độ thích hợp nhất là từ 25 đến 28 độ C nhé. Trước khi trồng, bạn cần chuẩn bị phân hữu cơ, phân chuồng ủ xuống đất rồi mới trồng cây. Hố trồng phải đào rộng khoảng từ 4 đến 5 mét vuông. Vì loại bí này lớn rất nhanh, cần cho đủ chất dinh dưỡng nuôi cây. Khi cây được 1,5 tháng, lá to như chiếc ô thì bắt đầu ra hoa. Tuy nhiên, bạn phải đợi đến khi cây được 2 tháng tuổi. Chiều dài của thân khoảng từ 4 đến 5 mét thì mới tiến hành thụ phấn. Lúc này, cây đã thực sự trưởng thành và đủ khả năng nuôi quả. Đặc biệt, mỗi cây chỉ từ 1 đến 2 quả để cây có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nuôi quả. Những quả bí khổng lồ với màu sắc rất đẹp, cuốn hút và giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó lại có tiềm năng kinh tế rất cao. Vậy tại sao bạn lại không thử trồng giống bí ngô khổng lồ này ngay nhỉ? Hãy liên hệ ngay hotline 0975145252 hoặc trang web tôiyêunongnghiep.com để sở hữu giống bí ngô khổng lồ chất lượng nhất.